Đức Di Đà, sân chùa Hoằng Pháp đèn hoa rực trời, long lanh ánh mắt nụ cười, sen vàng đỏ thắm từ nơi Phật đài. Con xin quỳ dưới chân Ngài, tâm thành nguyện phát vạc xanh đời. Thắp muôn ngọn nến chào tuôn ánh vàng, đất trời rực rỡ huy hoàng, kinh kệ trầm bổng cung đàn du dương, trầm đàn lạc tỏa ngát hương. Con xin Đức Phật Tây Phương chứng lòng thiên bát bộ cũng đồng chứng trì, hồng danh thánh hiệu con chi khấn niệm khẩn thiết làm mi lệ trang, thân con sắc tướng xa tàm, tâm hồn như đã về nơi Di Đà sáu chữ độ đời vượt bến mê sinh tử, liên hoa chính phẩm đưa người về bờ giác an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, đêm nay ngày 17 tháng 11 năm Đinh Hợi, nhân khóa tu Phật Thất lần thứ 49 được tổ chức tại Bổn Tự, nhằm vào ngày vía của Đức Từ Phụ A-di-đà, toàn thể đại chúng trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp cùng đông đảo quý thiện nam, tín nữ khắp mọi miền đất nước tụ hội về đây với niềm hân hoan khát ngưỡng, chiêm bái, tưởng niệm về Ngài bằng tất cả tấm lòng tôn vinh và thành kính. Trên tinh thần đó, lại một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi có thiết lễ đêm hội hoa đăng trước dâng lên cúng dường Đức Như Lai và mười phương tam bảo, ngưỡng mong chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thùy từ mẫn giám. Sau cũng nhờ ân đức này, nguyện cầu cho quốc thới dân an, đạo Phật trường tồn, nhân dân thấm nhuần pháp lạc. Thưa toàn thể hội chúng, đối với những hành giả tu học Phật Pháp nói chung và hành giả thực tập pháp môn tịnh độ niệm Phật nói riêng, có lẽ không xa lạ gì về cuộc đời tu tập tinh cần và hạnh nguyện vị tha rạng ngời của Đức Thế Tôn A-di-đà. Trong tâm tưởng của mọi người, hình ảnh Đức Phật trang nghiêm tỏa sáng,
gương mặt hiền từ đức độ, tay cầm đài sen tiếp dẫn, ánh mắt từ bi nhìn xuống, như dõi tìm những đứa con lưu lạc, từ lâu đã trở nên thân thương, diệu kỳ và quen thuộc. Chúng ta biết, từ vô lượng kiếp về trước, Ngài là vị vua trí đức vẹn toàn, dùng chánh pháp trị vì muôn dân. Với lòng nhiệt thành, khát khao tìm cầu chân lý, giải thoát những khổ đau ràng buộc kiếp con người, Ngài đã khước từ ngôi báu, danh vọng và quyền lực cao sang, xuất gia làm vị pháp tạng tỳ kheo, sống đời phạm hạnh, đem chân lý nhiếp phục nhân tâm. Một lần, sau khi nghe Đức Phật Thế Tự tại Vương Như Lai thuyết giảng, hiển bày về vô lượng thắng cảnh ưu việt trong mười phương thế giới, bằng năng lực của tâm từ bi, Ngài liền phát 48 nguyện, thiết lập nên cõi nước Cực Lạc với 7 báu trang nghiêm thù thắng. Sau này, viên thành Phật quả, Ngài có danh hiệu là A-di-đà và là giáo chủ của miền tịnh thổ Tây Phương. Đêm nay, dưới bầu trời trong xanh, lấp lánh muôn triệu vì sao, hòa quyện trong không khí trang nghiêm và an tịnh này, hàng vạn trái tim đang hướng về Ngài như đối trước tôn ảnh uy nghiêm của đấng cha lành, bao dung, thanh thoát. Với niềm kính ngưỡng vô biên và lòng tri ân vô hạn, chúng ta hãy lắng động tâm tư thật thành kính để nghĩ tưởng về những công hạnh cao cả, vị tha, lúc nào và bao giờ cũng nghĩ nhớ đến chúng sinh, những đứa con lang thang vất vưởng. Ngài sẵn sàng dìu dắt, nâng đỡ mỗi khi chúng con vấp ngã đường đời. Ngài luôn bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần, dẫn dắt chúng con đến bờ vui, xa khuất mọi nẻo mê lầm trong chốn vô minh, đang dẫy đầy biết bao não phiền thống khổ. Giờ này, trong khung cảnh oai nghiêm hùng tráng, với niềm tin trong sạch bằng hơi thở của sự tỉnh thức, xin đại chúng hãy quán chiếu lại chính mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ thiết lập trọn vẹn sự truyền thông với Ngài. Nhờ năng lượng từ bi của tha lực lưu xuất mà tất cả thiện pháp được nảy sinh, tất cả ác pháp được đoạn trừ. Do đó, việc thiết lập lễ hội Hoa Đăng cũng không nằm ngoài nền tảng của nhận thức căn bản ấy. Hy vọng rằng lễ hội Hoa Đăng đêm nay sẽ là động lực thúc đẩy khiến hành giả có đủ bi, trí, dũng, mang tình thương yêu, sự hiểu biết của mình làm lợi lạc tự thân và có ích cho nhân loại. Vì rằng nẻo về tịnh lạc ta đi, con đường của Phật từ bi rạng ngời, ánh trăng sáng giữa lưng trời, gieo mầm an lạc rạng ngời chân như. Cũng thông qua đêm hội, ban tổ chức mong muốn gửi đến toàn thể hội chúng thông điệp hòa bình, mang năng lực nhiệm màu của câu Phật hiệu A-di-đà trang trải vào đời, để có thể xóa vơi đi bao đau khổ của kiếp người và dựng xây một thế giới an bình, thịnh vượng. Vậy nên, chúng ta hãy cùng đồng tâm nguyện cầu trên mười phương chư Phật thùy từ gia hộ cho thiền môn hưng thạnh, hải chúng an hòa, trận địa tiêu vong, khắp cõi nhân thiên đồng quy Phật quốc. Đây cũng chính là lý do của lễ hội Hoa Đăng đêm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Đêm nay, trong đêm thiên huyền diệu mừng ngày vía Đức Từ Phụ A-di-đà, dưới sự chứng minh hùng tráng của chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và sự hiện diện rất mực thành tín, trang nghiêm của toàn thể quý Phật tử, thay mặt ban tổ chức